mình tiếp tục buổi sáng hôm nay nói về bệnh lý hạch ở vùng cổ. Cái điều thứ nhất là, xin lỗi là mình nói nhanh quá không? Các bạn nếu mà thấy nhanh quá thì ra tín hiệu để giảm tốc độ lại, do sợ cái chương trình chạm kịp. Tuy nhiên đến giờ phút này là gần 10 rưỡi rồi. Thôi thì nói về bệnh lý hạch vùng cổ, có thể nói đây là một cái vấn đề rất rất thường gặp trên lâm sàng, và bệnh nhân sẽ đến với mình vì cái nổi hạch ở cổ cũng khá là nhiều đó. Vấn đề đối với một bác sĩ làm siêu âm cũng như bác sĩ lâm sàng có 3 câu hỏi đặt ra: nó là hạch hay là không phải hạch, thứ hai nó là hạch lành hay hạch ác. Mà nếu là hạch lành nó cũng rất là thường gặp, tuy nhiên hạch ác không phải là hiếm. Và cuối cùng làm gì, theo dõi sinh thiết hay là mổ, thì đôi khi nó còn có những cái lúng túng như vậy. Thì mục tiêu của cái phần trình bày này là làm sao anh chị sẽ cảm nhận rằng mình biết rằng đây là hạch lành tính, hạch này tự nhiên nó có rồi, hay cả con của mình nó vẫn có hạch vùng cổ, hạch chuỗi luôn nữa kìa, mình không làm gì hết đó. Thì vấn đề hạch cổ như vậy, thì khi mình gặp một cái siêu âm mình có cái hạch ở vùng cổ này, có thể nói là nó có nhiều cái nguyên nhân. Có thể trong bệnh cảnh nhiễm trùng, có thể trong những bệnh lý huyết học, bệnh lý ác tính, và trong một số bệnh lý viêm, bệnh lý hệ thống. Đối với những bệnh nhiễm trùng thì ngay cả cái nhiễm siêu vi đường hấp trên nó vẫn có hạch, viêm họng vẫn nổi hạch, nhiễm trùng da sâu răng cũng có hạch, hạch nó phản ứng. Hay là trong những bệnh lý mà đôi khi thậm chí nó viêm và áp xe hạch tại chỗ cũng là một vấn đề. Những cái hạch ở vùng cổ, hạch ở vùng trước cột sống cổ hay hạch ở vùng cổ là nó viêm áp xe thì cũng là một cái câu chuyện. Câu chuyện thứ hai, đối với những bệnh lý mà cái hạch mà ác tính đó, thì có thể hạch ác tính trong bệnh cảnh huyết học, bệnh cảnh lymphoma, bệnh cảnh ung thư máu cũng có thể gặp. Tuy nhiên cũng có thể là những tổn thương di căn. Một trong những cái di căn mà hay gặp nhất đó chính là cái ung carcinoma nhú tuyến giáp ở trẻ em, mà nó cho di căn hạch cổ. Khổ cái là, và thực tế tôi gặp rồi, bác sĩ mình chẩn đoán ở tỉnh đó, anh chị chẩn đoán là hạch lao. Và khi mà bệnh nhân đến ngày mà nó điều trị lao mấy tháng trời, khi cái hạch nó hỏng hết mà cái cổ càng ngày càng sưng ra, thì bệnh nhân nó chạy về phòng ngọc thạch. Và tất nhiên khi về phòng ngọc thạch xong thì phòng ngọc thạch thấy là nó không phải, được chuyển qua di động một. Thì khi qua di động một, nó cái hạch mà anh chị nghĩ là lao, cuối cùng nó lại là hạch di căn của một cái carcinoma nhú tuyến giáp. Bởi vì cái thằng carcinoma nhú tuyến giáp nó chi di căn hạch, thì cái hạch đó nó cũng có những đặc tính vôi quá, có những cái vi vôi. Nhưng mà mấy em bị đạp mìn để cho khi mà nó đến thì giai đoạn mà nó di căn mà nó xâm lấn cái cổ rồi thì trễ quá. Đây là một cái đau lòng. Cho nên muốn nói đến để anh chị hiểu rằng cái bệnh lý hạch ở cổ tưởng là dễ, đôi khi cũng khá là khó, nó làm cho bác sĩ mình lúng túng. Như vậy người ta thấy rằng cái hạch cổ nó có một siêu âm có một cái độ nhạy rất là cao, 98%, và cái độ đặc hiệu 95% so với việc khám lâm sàng. Cho nên đây là một phương tiện nó hỗ trợ cho bác sĩ để người làm siêu âm không phải chỉ trả lời là hạch không, mà phải định hướng đây là hạch, nó là hạch bình thường hay là hạch phản ứng hay là hạch nhiễm trùng hay là hạch ung thư. Đó là cái nhiệm vụ của mình, người làm siêu âm phải thấy và phân tích được. Chứ bệnh nhân đi khám vì cái cổ sưng, bác sĩ lâm sàng theo dõi hạch cổ, tới siêu âm trả lời theo dõi hạch cổ viêm vậy thôi, hay là theo dõi hạch cổ, bác sĩ lâm sàng chỉ khẳng định lại cái câu của bác sĩ siêu âm lâm sàng gửi tới. Như vậy thì mình làm chưa hết cái chức năng của một cái, chưa mô tả đúng được của nó. Và trong một chừng mực nào đó, mình bác sĩ siêu âm lại tiếp tục hỗ trợ thêm một cái làm FNA trong chẩn đoán gặp trọng phúc tế bào ở hạch để chẩn đoán cái bản chất của nó. Nhắc lại một chút xíu ở vùng cổ. Cái vùng cổ thì nó dựa trên cái sự phân bố là dựa tâm giác, dựa trên cái vị trí của cơ SCM, cái tâm giác cơ bậc thang và cái vùng cái cơ cầm móng, để mà nó phân thành những cái vùng tâm giác cổ trước, qua vùng cầm hàm, đây đường tâm giác cổ trước, tâm giác cổ sau,
tam giác, vị trí phân bố của cái những cái vùng tam giác của trước, tam giác của sau này nó dựa trên cái mốc của theo cái đường của cái cơ SM, cơ bậc thang và cơ giáp móng. Nó chia làm 8 cái vùng hạch ở cổ, nó chia làm 8 cái vùng, 8 cái nhóm, 8 nhóm hạch, và nó liên quan tới sự dẫn lưu, hồi lưu của cái hệ bạch huyết của những cái cơ quan lân cận. Thì anh nhắc lại lần nữa, chia làm 8 nhóm. Cái nhóm 1 là cái vùng hạch ở vùng cằm, ha, hạch ở vùng cằm. Nhóm 2 thì nó ở vùng dưới hàm, nhóm 3 thì ở vùng trước tai, và nhóm 4 thì nó dọc theo cái 4, 5, 6 thì nó dọc theo cái dọc cái cơ SM này, và nhóm 7, nhóm 8 ở đây vùng tam giác cổ sau. Đấy, thì cái hạch của cái vùng vùng cằm thì thường thường nó dẫn lưu hồi lưu hạch từ những tổn thương, những di căn hoặc là những cái đường viêm nhiễm phản ứng đó, thì ở vùng môi, ở vùng sàn miệng hoặc là ở vùng đáy lưỡi, ha, ở vùng đỉnh lưỡi thì dẫn lưu ra cái vùng cằm, còn vùng dưới hàm thì nó cũng có vậy, ở vùng họng hoặc là ở vùng môi lưỡi hoặc là vùng lưỡi cũng vậy, vùng tam giác của trước. Đây là ý muốn nói với anh chị là 8 cái vị trí của 8 cái nhóm hạch này nó dẫn lưu từ những cái vùng nhiễm lưu hệ bạch huyết từ những cái cơ vùng lân cận. Và nhắc lại lần nữa là 8 nhóm, vùng 1 là vùng dưới cằm, vùng dưới cằm, dưới hàm và vùng trước tai, vùng tam giác cổ trước thì có 4, 5, 6 và 7, 8 thì ở vùng tam giác cổ sau. Và khi mình làm khi anh chị làm nắm cái nhóm hạch này, khi trong quá trình mình làm không phải chỉ đơn thuần là trả lời một cái tổn thương, mình sẽ định vị cái hạch nữa, một cái tổn thương ở tuyến giáp rồi nó có di căn hạch, hạch nó nằm ở trong nhóm nào, phải nó tê, phải ghi chú lên trong một cái tờ trả kết quả của mình, hạch trong nhóm mấy, để cho cái người ngoại khoa khi họ mổ họ cũng phải biết, để họ lấy những cái, họ bóc đi những cái hạch tổn thương đó chứ, để thì chắc chắn là nó tái phát. Thì thường thường người ta đâu có làm một cái xạ hình của tuyến giáp để mà mổ ung thư giáp ở cho em đâu. Thế cho nên việc định vị vị trí của người làm siêu âm rất quan trọng trong y khoa này. Khi đến tổn thương mình đã nghĩ đến một cái cặc sinh âm nhú của tuyến giáp, và câu hỏi thứ hai là nó có tổn thương di căn hạch hay không. Và nếu có tổn thương di căn hạch thì cái gì anh nhắc là cái tổn thương di căn hạch trong cái cặc sinh âm nhú thì thường thường nó cái hạch đó nó cũng có những đặc điểm phôi hóa giống như tổn thương của cặc sinh âm nhú của tuyến giáp. Và cái điểm thứ hai nữa mình phải trả lời nó nằm ở nhóm nào. Đây là một cái điều mà bắt buộc để cho giúp cho cái ông ngoại khoa, người ngoại khoa họ mổ vô, họ biết để họ bấm. Mà tại sao thỉnh thoảng anh vẫn gặp những trường hợp sau khi mổ một khoảng thời gian sau, bệnh nhân nó tái phát lại. Nó tái phát là có thể là do những tổn thương hạch mình bỏ sót. Thì khi mình tiếp cận một cái hạch, mà một cái vùng cổ đó, thì anh chị lưu ý dùm. Thứ nhất là cái vị trí, phải mô tả vị trí cái hạch. Và cái kích thước hạch phải đo đủ 20. Và hình dạng cái hạch đó, đường giới hạn của nó, cái đường bờ của nó, cái hạch đó và cái cấu trúc của cái rốn hạch nó có hay không có. Anh nhắc lại lần nữa là khi mình đã mô tả một cái tổn thương hạch ở vùng cổ, phải mô tả cái vị trí hạch nằm ở đâu, ở nhóm mấy hạch đó, cái đường viền, đường bờ như thế nào, cái phản âm, độ hồi âm của cái cấu trúc hạch và nó có rốn hạch nó có hay không có. Rồi cái thứ hai là cái sự đánh giá luôn cả cái gì, đánh giá cái độ hồi âm, tính chất phôi hóa, thậm chí những cái nó đồng dạng hay không đồng dạng, nó có những ổ hoại tử hay không, và những ổ hoại tử đó thậm chí mình liên quan đến đánh giá sự, nếu anh chị làm nó đầy đủ thêm đánh giá sự túi máu của cái hạch, và luôn luôn thích viên quan tâm đến cái kháng trở, cái sự đánh giá túi máu hạch, để đánh giá máu túi hạch nó ở trong ở ngoại vi hay là ở trung tâm, nó phân bố như thế nào, nó vô định hướng, nó tăng sinh hay là tăng túi máu, rồi kháng trở mạch máu nó cao hay thấp, mình đo cái chỉ số kháng trở của nó sẽ. Thì đây là những thông tin cần phải mô tả nếu anh chị làm một cách đầy đủ. Thì người ta thấy rằng ở cái vùng cổ, cái hạch đó có thể là hạch bình thường, nằm, nhưng cũng có thể là hạch phản ứng. Thì cái hạch cổ bình thường thì thường thường người ta thấy rằng nó nằm ở vùng dưới hàm, ở vùng tuyến mang tai và cả vùng cổ trên hoặc tam giác cổ sau. Trong một số trường hợp có thể nằm ở tam giác cổ trước. Anh nhắc lại, cái hạch cổ bình thường hay là hạch phản ứng thường nó ở có thể gặp ở dưới hàm, dưới cằm, thậm chí nó nằm ở tam giác cổ trên, tam giác cổ sau, thường tam giác cổ sau, mà hay mấy đứa nhỏ mình sẽ thấy có một cái chuỗi hạch ở phía sau đó, nhưng cũng có thể nằm ở tam giác cổ trước,
thì là vị trí. Và cái độ âm của nó thường là nó kém, khoảng âm nó kém, và nó vẫn còn cấu trúc giống hạch. Và cái kích thước của những cái hạch bình thường này nó thường thường là nó dưới một phân, dưới một 10 mm. Anh nhắc lại là những cái hạch bình thường thì thường thường nó dưới 1 cm, và cái hình oval, và nó còn cái cấu trúc giống hạch. Và cái cấu trúc giống hạch này là những cái đường hồi âm nó dày, bản âm nó dày. Tất nhiên hạch bình thường thì cái đường viền nó rõ, hạch bình thường nó sẽ không có hoại tử, và tất nhiên nó cũng không có tăng sinh mạch máu, không có, thậm chí có một số trường hợp không có thấy flow, không có tưới máu bên trong. Như vậy anh nhắc lại lần nữa là một cái hạch bình thường thường có thể hay gặp nó ở vùng dưới hàm, dưới cằm, tam giác cổ sau. Hạch đó có thể echo kém, thường echo kém hình oval, và cái có rốn hạch, và có thể không hoại tử, không có vôi ha, không còn rốn hạch, không hoại tử, không vôi. Và khi khảo sát Doppler thì thường là không thấy tín hiệu Doppler, không có tín hiệu flow máu. Đấy, cần nhớ. Khi mà đấy không, nếu là hạch bình thường thì cái mạch máu rốn hạch thường là không thấy, hoặc là đôi khi nó có, nếu có thể có thì mình sẽ thấy cái kháng trợ nó thấp. Và hạch phản ứng thì nó có hơi tăng tưới máu một chút, có thể nó ưu thế mạch máu một chút và cũng RI thấp. Như vậy thì đây là cái điểm mà em muốn nói đến là gì, để mình phân biệt giữa một cái hạch bình thường và hạch phản ứng. Hạch phản ứng là cái hạch mà đôi khi nó có thể nó hơi hơn to một phân, và cái hạch phản ứng này thường liên quan đến những cái nhiễm trùng ở vùng hầu họng, vùng miệng. Ví dụ đứa trẻ đang nhiễm viêm họng, hạch nó to lên, nó bị áp xe chân răng, nó bị viêm áp xe của vùng tuyến mang tai, thì cái hạch phản ứng nó sẽ to ra, nhưng nó vẫn có rốn hạch và nó vẫn có tưới máu, và lưu ý là cái kháng trở của nó thấp. Trước đây mình cứ nghĩ rằng cái kháng trở của nó là cao, nhưng mà thật ra kháng trở nó thấp chứ không phải là cao. Đây hình ảnh của một cái hạch bình thường ở vùng tam giác. Anh chị thấy hình oval dài ha, hình oval nó dài. Đây, vùng tam giác cổ sau anh chị thấy có nhiều cái cấu trúc hạch, hình oval nó dài, và có thể mình thấy một số trường hợp nó có thể có cấu trúc rốn hạch. Đó. Hay những cái hạch đôi khi mình thấy có thể có cấu trúc rốn hạch, nhưng mà thường thường những cái hạch bình thường thì nó không có flow, không có flow. Nếu anh chị bắt cái để cái cửa sổ ngay cái rốn hạch thì có thể mình thấy cái có một phổ mạch máu, nhưng mà RI nó thấp. Đấy, đây hạch ở trong cái vùng tuyến mang tai, đây hạch này, hạch bình thường thôi. Đó, nhỏ hình oval ha. Đấy, cái hạch đó nhắc lại lần nữa là hình oval ha, nhưng mà nó có cái cấu trúc của cái rốn hạch vẫn còn, cái đường viền giới hạn rõ. Và khi mình bắt cái phổ thì nó có cái chỉ số kháng trở nó thấp. Cái phổ mạch máu ở vùng rốn hạch kháng trở nó thấp. Thì khi hạch phản ứng thì nó có thể nó hơi to một chút, nhưng nó vẫn còn cái cấu trúc của cái rốn hạch, nó còn vẫn có cấu trúc của rốn hạch, và cái đường viền giới hạn rõ, cấu trúc hạch hơi to và echo nó kém, và vẫn còn cấu trúc rốn hạch, nhưng mà nó không có hoại tử phôi và nó vẫn có thể có tăng tưới máu một chút. Cái hạch phản ứng có thể có tăng tưới máu. Tuy nhiên hạch phản ứng này không có phản ứng mô xung quanh. Anh nhắc lại là hạch phản ứng nhưng mà là phản ứng đối với một tình trạng nhiễm trùng ở chỗ khác, nhưng không có phản ứng mô xung quanh. Còn một khi nó có phản ứng mô xung quanh là coi chừng nó hạch nó bị viêm, hoặc nó bị thâm nhiễm trong bệnh cảnh của một cái viêm nhiễm tại chỗ, hạch tại chỗ. Còn đây hạch phản ứng, như hạch phản ứng này là hạch nó liên quan đến một cái tình nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng răng miệng, hầu họng, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng áp xe, viêm của tuyến mang tai. Cái hạch nó phản ứng, cái hạch nó to ra, còn rốn hạch tăng, có thể tăng tưới máu, kháng trở nó, RI nó thấp. Nhớ, đây là hình ảnh của một cái hạch phản ứng. Anh nhắc lại, anh chị sẽ thấy hạch nó to, echo hơi kém, còn cấu trúc rốn hạch, có tăng tưới máu. Đây, hình ảnh của một cái hạch phản ứng, anh chị thấy hạch hơi to, còn cấu trúc rốn hạch, đường viền giới hạn rõ, không có phản ứng thâm nhiễm mô xung quanh. Đấy, anh chị thấy đó, hình ảnh của một cái hạch hơi to, nó to trên một phân rồi. Thứ hai nữa là còn rốn hạch, echo kém, không có phản ứng viêm xung quanh, hạch phản ứng thôi. Đấy, và khi anh chị coi thì có cấu trúc rốn hạch, đây có flow phổ mạch ở vùng rốn hạch. Và cái đây, bé này nó đến trong bệnh cảnh của một cái viêm tấy đỏ, sưng tấy đỏ vùng cổ góc hàm,
sưng thấy đỏ vùng cổ góc hàm, và trên xăm mình thấy gì, một cái khối echo kém không đồng nhất, khối echo kém. Và tất nhiên cái khối echo kém này nó cũng có tăng tưới máu, xin lỗi cái khối echo kém này có, đây là hình ảnh của một cái viêm, và viêm áp xe tại chỗ của cái hạch, viêm áp xe hạch cổ. Nhưng mà cái lượng mũ này nó chưa có nhiều, cho nên trong trường hợp này thì vẫn là mình trả lời là một cái viêm áp xe của hạch cổ, nhưng mà nó cái lượng mũ chưa nhiều cho nên chưa có chỉ định rạch thoát mũ, chỉ điều trị về mặt điều trị nội khoa thôi. Như vậy anh chỉ nhắc lại lần nữa là hạch thì có thể hạch bình thường vẫn có. Và một trong những cái mà người nhà hay đi khám nhất là họ thấy cái cổ nó sưng, có nhiều cái nốt cục ở da đầu vùng chẩm, dùng tam giác cổ sau. Những cái hạch này nó cỡ như hạch đậu phộng thôi, thậm chí lớn hơn hạch đậu phộng một chút, rất hay gặp. Thì những cái hạch này, đây là kiểu là hạch bình thường đó, thường nó dưới một phân, nó còn rốn hạch, echo kém, không có phản ứng thâm nhiễm, không có tăng sinh mạch máu, không có flow bên trong. Nhưng mà nếu nó to hơn một chút, nếu nó to hơn một chút, to hơn một phân, nó vẫn có rốn hạch, nó có hơi tăng tưới máu, area thấp, thì khi đó nó là hạch phản ứng. Còn nếu mà nó hơi thâm nhiễm xung quanh, hạch nó to, không đồng nhất mà nó thâm nhiễm xung quanh là hạch viêm tại chỗ, chứ không phải là hạch phản ứng. Đó là để anh chị phân biệt giữa một cái hạch bình thường và hạch phản ứng. Bây giờ đây là hạch ác tính. Hạch này ác tính nó có những đặc điểm gì? Hay là ác tính này hạch có thể là hạch di căn hoặc ở tại chỗ. Hạch ác tính này nó thường nó tròn, echo kém, không đồng nhất. Anh nhắc lại lần nữa là hạch ác tính di căn hay hạch tại là ác, trong bệnh cảnh hạch ác tính nó có đặc điểm là hạch nó tròn, echo nó kém và mất cấu trúc rốn hạch. Có thể nó không đồng nhất cho nên nó sẽ có những cái ổ hoại tử. Những ổ hoại tử đó, hoại tử đông, có nghĩa là ổ hoại tử, những cái phần mô hoại tử là cấu trúc hồi âm hơi dày, không có vôi. Để anh chị không nhầm lẫn với hoại tử của vôi hóa trong bệnh cảnh lao hạch. Nếu hoại tử hồi âm dày nó có vôi hóa thì là coi chừng lao. Nhưng hoại tử đông trong bệnh cảnh hạch ác tính thì là cấu trúc một cái vùng hồi âm nó dày, do nó hoại tử, nó gọi là hoại tử đông. Mà hoại tử đông này không có vôi. Anh nhấn đi nhấn lại chữ là không có vôi. Anh chị thấy trên nền cấu trúc hạch có một cái ổ hồi âm nó hơi dày. Cái ổ này nó mình cảm nhận là như là một ổ hoại tử, bởi nhưng mà nó có vôi hóa. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa, mình có thể thấy được cái lớp hạch nó, hạch nó phì đại, cái lớp vỏ, nhưng mà nó phì đại không đều. Nó phì đại làm cho cái phần nó lệch đi một cái trung tâm hạch nó lệch đi một bên, hay nó phì đại không đều, hoặc là đôi khi nó có thể cái đường viền, cái giới hạn của vỏ bao hạch không rõ. Đây là những đặc điểm, những đặc tính để gợi ý một cái hạch ác tính này hả? Anh đang nhắc lại là mình đang gợi ý một cái hạch cổ ác tính. Hạch cổ ác tính là hạch tròn, echo kém, cái đường viền có thể không rõ, mất cấu trúc rốn hạch, có thể có hoại tử đông, hoại tử, hoặc là sự phi đại của lớp vỏ hạch nó đẩy lệch tâm, thì nó gợi ý anh chị khả năng đây là một cái hạch ác tính. Đây anh chị thấy một cái cấu trúc hạch, một cái khối hạch tròn, echo kém, tuy nhiên một cái phần trung tâm này anh chị thấy nó có vẻ có hồi âm nó dày, hồi âm nó dày, nhưng mà nó không phải là dày của rốn hạch, mà cái phần dày này, nếu anh chị cảm nhận, đôi khi mình thấy cảm giác cái phần này, cái này nó là một cái phần hồi âm dày bên trong, và đây là hoại tử, đây là hoại tử đông. Hoại tử đông, một cái hạch ác tính. Anh nhắc lại lần nữa là cái phần hoại tử đông, hồi âm nó dày đây nè. Đây nè, cái phần hoại tử, gợi ý hoại tử đông. Đó, cũng vậy. Đôi khi mình thấy một cái cấu trúc dạng hạch, nó không tròn, nhưng mà cái phần bên trong này nè. Đây nè, ngày xưa thì mình đứng là cái dẫn đoán là viêm tại hoại tử. Cái hạch, hình ảnh hạch nó không phải là phần cái cấu trúc màu âm, đây là phần hoại tử đông. Gợi ý hạch ác tính. Đây, anh chị thấy có những cái bùm, những cái ổ, echo kém. Đó, một cái đường viền của nó không rõ, đường viền của một cái hạch nó to, nó tròn, hoại tử, những cấu trúc mô hạch không đồng nhất, có những cái ổ echo kém, có những ổ echo nó dày thì nó gọi là hoại tử đông, có những ổ echo kém, những cái đường viền vỏ bao này không rõ thì nó sẽ cũng là gợi ý hạch ác tính.
Đấy, anh chị thấy một cái khối dạng hạch mà nó eco không eco kém, không đồng nhất, cái đường viền bỏ bao này không rõ. Đấy, gợi ý một cái bệnh lý hạch ác tính này ạ. Đây, anh chị cũng thấy một cái cấu trúc dạng hạch ha. Đó, một cái khối dạng hạch mà không đồng nhất, cái đường viền không rõ. Đây, nó có một cái nó sự phi đại của nó, có lớp vỏ nè, lớp vỏ hạch làm lệch một bên, nó đây có ổ hoại tử. Một cái cấu trúc hạch nó có phi đại một là tâm và có một cái vùng hoại tử đây, hoại tử đông đây. Đây là hình ảnh của một cái cấu trúc hạch ác tính. Ác tính thôi anh. Đây, có thể có một cái khối tổn thương hạch ha, có thể cũng eco không đồng nhất ha, đường viền giới hạn không rõ. Thì rất gợi ý một cái tổn thương hạch ác tính ha, anh chị cứ ác tính thôi. Và thứ hai thử có thể tăng, nó có sự tăng sinh mạch máu ha, tăng sinh mạch máu và ở ngoại biên. Như vậy nhắc đến một cái đặc điểm tưới máu ngoại vi là một là tâm hoại tử đông, hoại tử không đồng nhất, hạch nó mất cấu trúc rốn mạch đối với sự gọi là cái đường viền đường bờ của hạch không rõ, giới hạn không rõ. Đó là những đặc điểm gợi ý một cái bệnh lý hạch ác tính. Hạch khi đó mình sẽ đi đến một cái mở rộng hơn một chút xíu. Rồi một chút xíu mình sẽ tiếp lại lần nữa. Đây là hạch một cái bệnh lý hạch mà liên quan đến tính chất hoại tử hạch, nhưng mà nó lại là lành tính. Đó là bệnh viêm hạch Kikuchi. Bệnh lý viêm hạch trong bệnh cảnh Kikuchi này, đây là một cái viêm hạch mà có hoại tử. Tuy nhiên viêm hạch hoại tử này có 3 đặc điểm cần nhớ. Về mặt lâm sàng, đứa trẻ có một cái thể nó để đến cho bệnh cảnh sốt, mệt mỏi, sưng nổi hạch. Anh nhắc lại lần nữa, bệnh nhân sẽ đến cho bệnh cảnh sốt, mệt mỏi, sưng nổi hạch, thậm chí có và thậm chí có thể kèm những triệu chứng toàn thân khác, thậm chí bạch cầu nó giảm, làm cho người ta rất dễ chẩn đoán nhầm đến bệnh lý hạch ác tính. Trên siêu âm, đặc điểm gì để mình nghĩ đến khả năng là bệnh hạch Kikuchi? Đó là gì? Hạch cũng to, cũng eco kém, cũng có ổ hoại tử. Tuy nhiên, cái viêm hạch hoại tử trong Kikuchi kèm hiện tượng viêm thâm nhiễm ở mô xung quanh. Nhắc lại lần nữa, cái thằng viêm bệnh lý hạch ác tính nó không có hiện tượng viêm thâm nhiễm của cái mô xung quanh hạch. Còn trong bệnh thấy hạch hoại tử, có biểu hiện viêm hạch hoại tử nhưng có phản ứng viêm thâm nhiễm mô xung quanh thì phải nghĩ khả năng đây là bệnh lý viêm hạch Kikuchi. Cái tổn thương của nó, đây hình ảnh một cái tổn thương mà nó có xâm thâm nhiễm ha. Đây, đôi khi kích thước cũng khá là to đó, và cái quan trọng là người ta thấy rằng nó thường nó gọi là gì, nó có cái gọi là thâm nhiễm ở cái khoảng quanh hạch, thâm nhiễm hồi âm dày đó, phản ứng viêm thâm nhiễm hồi âm dày. Và tất nhiên nó hoại tử đó, đôi khi nó vẫn có còn rốn hạch. Hạch đứa trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái sốt có thể giảm, mệt mỏi, đau nhức bình mẩy, đau nhức khớp, thậm chí bạch cầu nó giảm. Tuy nhiên hạch này anh chị sẽ thấy nó có thể to ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên hạch to còn có thể còn rốn hạch, nó có ổ hoại tử, không có vôi. Và cái điểm để phân biệt với những cái hạch viêm khác đó chính là gì? Hạch viêm hoại tử có thâm nhiễm viêm ở mô xung quanh. Thì khi đó anh chị sẽ nghĩ đến bệnh cảnh Kikuchi. Đây hình ảnh của một cái tổn thương hạch mà anh chị thấy cái vùng hạch đó có một cái vùng không đồng nhất, đó là hoại tử. Và cái vùng cái hạch hoại tử xoang hạch này nó hạch nó không đồng nhất, cấu trúc của mô hạch không đồng nhất, và cái có hiện tượng thâm nhiễm hồi âm dày ở khoảng quanh hạch ha, thâm nhiễm hồi âm dày ở khoảng quanh hạch. Thì cái hạch nó có những cái vùng hoại tử, và có anh chị thấy nó gợi ý một cái bệnh cảnh Kikuchi. Khi mà về mặt giải phẫu, cái cấu trúc của cái rốn hạch nó vẫn còn cấu trúc rốn hạch vẫn còn. Cái hạch đó thứ nhất là có hoại tử, còn cấu trúc rốn hạch có flow trong phổ trong cái rốn hạch thì gợi ý Kikuchi. Đây anh chị thấy cấu trúc rốn hạch nó vẫn còn. Tuy nhiên hạch này nó eco kém, cái thứ cho có những một số ổ nhỏ hoại tử.
Khi anh chị phân tích, anh chị sẽ thấy có một vài ổ hoại tử bên trong, eco nó kém, nó không đồng nhất, và cái cấu trúc của cái rốn hạch này nó vẫn còn. Thì cho phép mình nghĩ đến cái khả năng là nó là Kikuchi. Đấy. Nhưng ngược lại, nó cũng là hoại tử. Nó là hoại tử đó. Nhưng mà nếu nó có vôi, nó hoại tử mà nó có vôi, thì lúc đó anh chị phải nghĩ đến lao. Hoại tử mà có vôi là hoại tử lao. Đấy, và có thể có một số hoại tử, hoại tử nó mất đi cái cấu trúc rốn hạch. Và trong bệnh cảnh của lao hạch thì có thể anh chị sẽ không thấy cái gì, không thấy cái phản ứng viêm thâm nhiễm quanh hạch. Hoại tử hạch có vôi, không có thâm nhiễm viêm xung quanh, thì khả năng nhiều đến khả năng lao. Nếu hoại tử hạch không vôi còn rốn hạch mà có sự thâm nhiễm xung quanh thì là coi chừng viêm hạch Kikuchi. Đây, đứa trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái nổi hạch ở vùng cổ, tam giác cổ sau. Và tất nhiên ở đây mình thấy ở vùng da nó có những cái ổ, những cái vùng tổn thương mà giống như một vết thương mà sẹo cũ. Tuy nhiên trên hình ảnh siêu âm thấy những cái ổ hạch, thứ nhất là nó có những ổ hoại tử, những cái ổ hoại tử và có những vùng hôi hóa, những cái cấu trúc, những cái khối hạch đùm tam giác cổ sau, hạch nó to, nó không đồng nhất, nó mất đi cấu trúc rốn hạch, có hoại tử, có những vùng hoại tử, có vôi hóa, hoại tử vôi hóa. Anh chị thấy đây những ổ hoại tử, những ổ hoại tử. Tuy nhiên có gì mình thấy có những cái vùng nó hoại tử, nó có vôi, một cái tổ hạch cấu trúc không đồng nhất, có những ổ hoại tử có vôi hóa, mất cấu trúc của mạch thì coi. Và thứ hai là nghĩ trong bệnh cảnh của một cái lao hạch, thằng bé này thì lao hạch, tuy nhiên mình cũng không thấy cái phản ứng viêm thâm nhiễm ở khoảng quanh hạch, không thấy phản ứng viêm ở khoảng quanh hạch, thấy có nhiều cái cấu trúc hạch đùm tam giác cổ sau, hoại tử có vôi hóa, không thâm nhiễm ở cái khoảng quanh hạch, nên bệnh cảnh của lao hạch. Anh chị em thấy hình ảnh của một cái lao hạch, hình ảnh đặc trưng của lao hạch. Đây anh chị thấy cũng là những cái ổ hoại tử, hạch hoại tử có vôi, những cấu trúc hạch hoại tử phôi hóa, mất cấu trúc rốn hạch. Đây anh chị mình thấy một cái hạch cấu trúc hạch hoại tử đóng vôi, có vôi hóa, hoại tử, mất cấu trúc rốn hạch, cho nên hình ảnh lao hạch. Như vậy viêm hạch hoại tử, đối với hạch hoại tử thì có hai thái cực, ba thái cực. Thái cực nó lành thì là Kikuchi hoặc là lao. Trong một số hoại tử đông thì nó lại nghiêng về bệnh lý ác tính. Nếu hạch nó tròn, nó to, hoại tử đông, không vôi, không thâm nhiễm là vôi, là nghĩ đúng không? Cái chừng đó là mình gánh hạch ác. Còn nếu mà nó có hạch, có nó hoại tử, nó có hoại tử nhưng mà nó còn rốn hạch, nó có thâm nhiễm xung quanh là Kikuchi. Hoại tử đóng vôi, không thâm nhiễm, mất rốn hạch thì đó là lao. Mình đi theo cái trục đó. Bây giờ một cái bệnh cảnh mà không phải là hiếm, đó chính là bệnh Kawasaki. Đứa trẻ thì nó đến trong bệnh cảnh của một cái sốt kéo dài mà nó nổi hạch, nó cũng có thể nổi hạch, nó nổi hạch cổ. Thì ở đây bệnh cảnh Kawasaki là cái gì? Đây là anh chị thấy nó có nhiều hạch cổ. Đặc điểm hạch trong bệnh cảnh Kawasaki thường thường là hạch phản ứng viêm, và nó ở một bên hạch, theo chuỗi hạch ở một chuỗi một bên. Đó là đặc điểm của thằng Kawasaki. Đây hạch nó không có phản ứng viêm thâm nhiễm ở mô xung quanh, hạch nó có thể còn rốn hạch, hạch phản ứng viêm, tuy nhiên nó hạch chuỗi một bên, và thứ hai nữa là không có hoại tử. Như vậy Kawasaki là gì? Mình nghĩ tới nó khi mà đứa trẻ này nó có một cái sốt kéo dài trên 5 ngày. Anh chị nhắc lại là đứa trẻ nó sốt kéo dài trên 5 ngày mà nó kèm theo cái gì? Thấy mắt nó đỏ, môi lưỡi nó đỏ, rồi nó có thể có bong chóc vảy đầu chi, và có thể có rash, và có nhiều hạch cổ. Và khi anh chị thấy hạch cổ mà trên một đứa trẻ nó sốt, môi lưỡi nó đỏ, thì mắt nó đỏ luôn, thì phải nghĩ đến Kawasaki. Bởi vì anh chỉ cần hình ảnh của một cái hạch cổ, hạch cổ viêm, nghĩ trong bệnh cảnh Kawasaki. Tại sao? Bởi vì cái thằng Kawasaki trong những ngày đầu, trong tuần lễ đầu, động mạch vành nó chưa có giãn,
chưa có giảng, chỉ cần anh chị gợi ý thôi để làm chi vậy. Đến khoảng ngày thứ 7, ngày thứ 6, thứ 7, trên siêu âm tim mình có thể phát hiện một cái phản ứng viêm dày quanh cái động vành, là anh chị đã nghĩ tới Kawasaki là mình sẽ có chỉ định điều trị rồi. Để làm chi vậy, nó sẽ tránh để làm giảm được cái nguy cơ biến chứng động mạch vành. Như vậy thì anh nhắc lại một lần nữa là cái gì? Là cái dùng hạch ở vùng đây, đứa trẻ này môi lưỡi đỏ, mắt đỏ ha, môi lưỡi đỏ, mắt đỏ, lưỡi lưỡi. Rồi thứ hai nữa là bông vẩy đầu chi. Thường thì bông vẩy đầu chi nó không xuất hiện trong những ngày đầu, thường sau một tuần, sau một tuần hai tuần mới là bắt lộ ra bông vẩy đầu chi, chứ trong tuần lễ đầu thì chưa. Tuy nhiên cái quan trọng nhất mình để mình nghĩ tới, nếu mà mình là đứa trẻ này nó có biểu hiện của một cái sốt kéo dài hả, trên 5 ngày ha, nhớ dùm đó. Đây là những dấu hiệu lâm sàng, nhưng mà cái mà mình thấy là nó sốt và cái hạch cổ này, thấy nếu mà thấy môi mắt nó đỏ, môi nó đỏ, thì lúc đó đi tìm những tính chất, những đặc điểm để gợi ý Kawasaki. Mà những đặc điểm của Kawasaki trong hạch cổ thì nó là thường là hạch chuỗi một bên, và chuỗi hạch nó là chuỗi hạch chứ không phải là một chùm hạch, hạch theo chuỗi. Và cái hạch này hồi âm nó kém và kích thước nó thì nó vẫn là hạch phản viêm thôi. Và tất nhiên đây à, đứa trẻ này nó bị Kawasaki ngày thứ 6 là bởi vì anh thấy hạch cổ ha, hạch cổ phản ứng thôi. Hãy anh chị thấy nó bị Kawasaki ngày thứ 6. Anh nhắc lại đặc điểm hạch, khi thấy một cái sốt, đứa trẻ nó sốt, thường thường nó không đến với anh chị vì cái vì cái hạch đâu, mà nó đến vì cái sốt kéo dài, đến vì một cái sốt mà lâm sàng hay chẩn đoán là một cái sốt nhiễm trùng thôi. Nhưng mà anh chị thấy mắt môi nó đỏ, mà nếu mình có bằng chứng của hạch gợi ý Kawasaki, bằng chứng của hạch gợi ý, thì khi mình thấy một cái đựng dấu chứng gợi ý hạch mà gợi ý đến Kawasaki, như anh nói là gì, chuỗi hạch một bên, chuỗi đẳng đặc tính của hạch viêm, hạch phản viêm, là hai. Khi đã nghĩ tới thì tất nhiên ở thời điểm này, nếu anh chị ngó cái tim đó thì mình có thể thấy cái phản ứng dày ở quanh cái động mạch vành, chứ động mạch vành nó chưa có giãn. Trong cái tuần lễ đầu động mạch chưa giãn, mình chỉ thấy phản ứng dày, phản ứng viêm quanh động mạch vành. Đó là một cái bằng chứng rất là có giá trị để anh chị chẩn đoán, định hướng tới Kawasaki luôn. Tại vì đây là những cái mà khi người làm xem của anh chị, nó không chỉ đơn thuần mình chỉ ngó cái hạch không. Anh chị nên gom lại những dấu hiệu, những dấu chứng khác. Dấu chứng thì sốt, dấu chứng thì mắt, dấu chứng về hạch. Thậm chí mình liếc vào cái tim, thì nó làm tăng cái độ chính xác trong chẩn đoán của mình. Và khi mà anh chị đã nghĩ tới nó rồi, thì nó rất 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 là nhiều cái lợi cho bệnh nhân. Cái lợi đầu tiên là thì nó được sử dụng khái thuốc. Có thể nếu mà đủ tiêu chuẩn, người ta sẽ dùng thuốc sớm, thì nó sẽ tránh được vấn đề sử dụng kháng sinh hoài. Tại thường thường nó vô cái tâm lâm sàng, thì phớt cho một câu là sốt nhiễm trùng, uống kháng sinh dập trước không. Mà nếu anh chị đã gợi ý đến Kawasaki thì cái liệu pháp điều trị nó khác rồi. Đó. Và cái quan trọng thứ ba đó chính là giảm được cái nguy cơ biến chứng thôi. Rồi một cái bệnh cảnh ác tính nữa, đó là lymphoma. Trong cái lymphoma này, nhớ cho anh, có thể là Hodgkin hoặc là non-Hodgkin. Thường thì Hodgkin thì hạch ở một bên, còn non-Hodgkin thì hạch hai bên. Hodgkin thì hạch một bên. Và đặc tính của những hạch này thì thường thường là hạch echo kém, hạch tròn, echo kém, mất cấu trúc rốn hạch. Nếu thấy một chuỗi hạch mà ở một bên cổ thì là thường là Hodgkin, mà ở hai bên cổ, thậm chí nó có thể ở vùng bẹn, ở vùng chậu, ở vùng bụng, trên dưới hoành luôn, trên lấy là mất cái hoành đó, trên dưới hoành, thì nó là có thể là non Hodgkin. Đây, anh chị thấy hạch to tròn, echo kém, mất cấu trúc rốn hạch. Một nếu mình hạch cổ bên phải, đây là bệnh. Nếu hạch cổ nổi nhiều, to tròn, echo kém, mất cấu trúc rốn hạch. Và thứ hai nữa thì nghĩ đó, bệnh cảnh của một cái lymphoma mà là Hodgkin. Ai Hodgkin. Đứa trẻ này được gửi đến cho bệnh cảnh u gốc hàm, thấy nhiều cái khối chùm hạch. Khối hạch này kích thước to ha, kích thước to to mất, không có ổ hoại tử. Nhưng mà đó là bệnh cảnh của một cái lymphoma. Nhưng đôi khi cái hạch đó sẽ thấy là hạch trong bệnh cảnh lymphoma này
nó to eco tròn eco kém và có thể có những cái mất cái cấu trúc rốn mạch và nó có những cái cấu trúc lưới, cũng là đặc điểm đặc tính để gợi ý lymphom. Anh nhắc lại là hạch to tròn eco kém, mất cấu trúc rốn mạch và có những cái cấu trúc lưới nè, thì nó cũng là đặc điểm đặc tính gợi ý hạch lymphom. Như vậy thì cái để mình phân biệt giữa một cái hạch lành và hạch ác thì dựa vào cái gì? Nếu đối với những cái dựa vào những đặc điểm về, nếu là hạch lành thì thường thường là cái hình oval và cái bờ thì nó thường thường là nó giới hạn rõ hơn. Còn cái một số hợp nó cũng thay đổi, cái tỷ lệ của cái trục dài trên trục ngắn này là nó trên 2, hay nó hình ảnh của một cái hạch hình, cái trục hình ảnh cái dạch hạch hình oval. Thứ hai nữa là độ âm thường hình dạng và nó còn rốn mạch và cái kháng trở nó thường thấp. Còn cái chỉ cái phân bố thì nó vẫn có flow, có phổ mạch máu ở rốn mạch. Còn nếu mà những hạch ác tính thì thường thường là hạch nó tròn ha, và cái tỷ lệ của trục dài trục ngắn này dưới 2, và tất nhiên mất cấu trúc rốn mạch và cái kháng trở của nó thường cao ha, kháng trở mạch máu nó cao do sự tăng sinh mạch máu, do sự tăng sinh của những cấu trúc, cái tăng sinh của những cái cấu trúc và tổ chức của hạch lympho, tổ chức lympho nó chèn ép nó làm tăng cái kháng trở mạch máu lên. À, và phổ mạch máu thường là ở ngoại vi thôi. À, đối với những hạch ác tính là hạch máu ở ngoại vi. Và một cái đặc điểm để anh chị phân biệt giữa một cái hạch viêm và hạch lymphoma. Trong bệnh cảnh hạch viêm thì nó thường nó có phản ứng viêm, phản hồi âm dày ở khoảng quanh hạch. Và nó thường thì nó cũng có, nó có thể là gì? Nó có thể không đồng nhất, thì có thể có ổ hoại tử hay không. Và có thể thường là ổ hoại tử ở trung tâm. À, và nếu hạch viêm mà hạch viêm tại chỗ, có hạch nhiễm trùng viêm tại chỗ một hạch thì thường thường nó chỉ ở một hạch, hạch nó không đồng nhất ở một hạch với mật độ nó mềm hơn. Trong khi đó trong bệnh cảnh lymphoma thì cái hạch này nó thường giới hạn nó rõ, nó tròn eco kém ha, và thường nó có nhiều chỗ, nhiều hạch ở nhiều khoang, có thể là tam giác cổ trước, tam giác cổ sau, có thể thậm chí nằm ngay cái hố thượng đòn cũng có thể, và cái mật độ của nó thường chắc. Như vậy thì đối với hạch cổ, đối với vùng hạch cổ, anh nhắc lại ba vấn đề lớn. Đầu tiên là đây là một cái vị trí hạch rất hay gặp và siêu âm có một cái độ nhạy rất là lớn trong việc xác định nó là hạch. Và thứ hai nữa là hạch này mình sẽ có phải gợi ý đây là hạch bình thường hay là hạch phản ứng hay là hạch ác tính. Và khi mình đã định hướng ra hạch bình thường, hạch phản ứng và hạch, thì cái câu hỏi nếu là hạch phản ứng rồi, và thứ hai là hạch nhiễm trùng viêm nhiễm. Trong bệnh lý viêm thì có hai cái bệnh lý mà cần lưu ý, đó là bệnh cảnh của Kawasaki và bệnh cảnh Kikuchi, viêm hạch hoại tử. Làm sao mình gợi ý được cái viêm hạch lao? Thì anh nhắc nãy đó rồi, một cái hoại tử mà đóng vôi, hoại tử mất cấu trúc rốn hạch ha, không có hiện tượng thâm nhiễm quanh thì có chừng lao. Và khi mình nghĩ ra hạch ác tính thì nó hạch ác tính này đó do di căn hay là do hạch trong bệnh cảnh huyết học. Di căn thì thường những cái di căn mà hay gặp nhất, như anh nói carcinom nhú cho chi di căn hạch, thì những cái gì vị trí hạch di căn thì cái hằng hạch di căn đó thường nó có đặc điểm của những cái đặc tính của cái tổn thương carcinom nhú. Cái hạch di căn đó nó có những đốt vi vôi hóa chứ không phải là những khối vôi hóa bự to. Trong khi đó hằng lao thì có thể cũng khối vôi hóa to hơn. Còn trong bệnh cảnh lao carcinom nhú cho di căn hạch thì cái hạch đó nó cũng có hạch đó, có vôi đó, nhưng mà vi vôi, nhớ dùm vi vôi. Rồi hạch đó nếu hạch ác tính, hạch di căn và hạch mà gọi là hạch ác tính trong bệnh cảnh huyết học thì những đặc tính hạch ác tính là hạch to tròn eco kém, mất cấu trúc rốn hạch ha, và đấy tăng có thể đang đẩy cái tứ máu ở ngoại vi và kháng trở mạch máu thường cao. Rồi tạm thời tới đây, phút này đây mình dừng lại. Và thứ hai nữa là các bạn có câu hỏi gì không? Mấy giờ đi? 11 giờ. Có thể nói là chạy đúng tiến độ và hơi chạy thì hơi lẹ một chút xíu. Thì các anh chị có câu hỏi gì không? Thì thực ra một buổi sáng này nó quá nhiều thông tin, sợ anh chị sụt sạc quá tải. Thì anh chị có câu hỏi gì không?
Và anh nghĩ cái phần buổi chiều nay nói về bất thường mạch máu cũng là một cái chuyên đề rất là thường gặp. Bất thường mạch máu rất là nhiều, và cũng sẽ có thời gian để mình sẽ thảo luận nhiều hơn về cái bất thường mạch máu này. Anh nghĩ nó cũng rất là hay. Thì anh chị có thể ngồi ngẫm nghĩ và cứ suy ngẫm cái giờ chiều nay mình sẽ thảo luận thêm. Ok. Để mình có chút xíu xả hơi vậy ha.